Marvel Cinematic Universe hay còn gọi là MCU là một trong những franchise thành công nhất lịch sử điện ảnh, nơi những siêu anh hùng hạng B trong comic Marvel, đôi khi là cả hạng C, hạng D, từ việc không ai thèm mua bản quyền làm phim đã cùng nhau tạo nên một đế chế ở Hollywood, ít nhất là về mặt doanh thu. Chúng ta có Infinity Saga, kể một anh chàng da tím chơi đá rồi đi hủy diệt một nửa sự sống. Với một kế hoạch tỉ mỉ trải dài qua 10 năm, qua 23 phần phim được sắp xếp hợp lý vào 3 phase, tương ứng với 3 hồi của một kịch bản phim truyền thống. Phase 1 giới thiệu, phase 2 phát triển và phase 3 cao trào. Nhưng mà những câu chuyện của MCU thì vẫn chưa dừng lại và chúng ta được đưa tới kỷ nguyên đa vũ trụ. Với phase 4 là khởi đầu của Multiverse Saga, tôi sẽ tạm gọi nó là cái phase trà phúng, nơi mà sự hài hước được phát triển lên một tầm cao mới đến mức mà trái cười. Thực ra là cũng cười, buồn cười mà, tôi thấy cũng buồn cười mà. Ở đây thì vũ trụ của MCU được mở rộng như háng của một người phụ nữ đang lâm bồn. Và đáng tiếc là không có ai đang muốn xem nó cả. Trong cái phase 4 này thì tôi cảm giác là những phim của Marvel không chỉ còn là xem cho vui, mà còn được nâng tầm thành một công cụ chính trị nhằm tôn vinh một thế giới lý tưởng để bình đẳng bác ái, đến mức biên kịch không còn quan tâm đến việc xây dựng kịch bản cho nó hợp lý. Phase 5 thì đang rất được chờ đợi với Kang và Secret Invasion, nhưng mà đấy là chuyện của tương lai. Hiện tại thì phase 4 của MCU đang dần đi đến hồi kết với bộ phim cuối cùng Black Panther Wakanda Forever sẽ ra rạp vào tháng 11 này. Đây là một bộ phim đáng mong đợi với sự xuất hiện của Namor, mutant đầu tiên của MCU, hoặc là Kamala Khan. Tôi chưa xem Miss Marvel nên là không dám chắc. Cơ mà trailer của Wakanda hay thật, nhạc phê. Mục đích của video hôm nay là chúng ta cùng nhìn lại tại sao phase 4 của MCU một cách nghiêm túc lại gây thất vọng. Chú ý, video không dành cho Marvel con. Còn nếu bạn là fan Marvel có lý trí thì hãy xem tiếp ở bình luận. Lý do đầu tiên mà phase 4 của Marvel là một sự thất vọng là sự lan man. Có thể thấy là hầu hết phim ảnh hiện nay thì đều bám vào những cái liên kết hay là vũ trụ điện ảnh. Vì sao? Vì MCU quá thành công là người ta bắt chước. MCU luôn có một cái trọng tâm để hướng đến. Đầu tiên là câu chuyện về Thanos và đá vô cực, đóng vai trò trọng tâm thiết yếu là kim chỉ nam cho thành công của Infinity Saga. Phase 4 mở ra Multiverse Saga và có tới 4 trên 16 phim đã ra mắt có liên quan đến đa vũ trụ. Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, và phần nào đó là What If. À, Shang-Chi có nên tính không nhỉ? Kiểu nhà ngoại của Shang-Chi cũng là dân tị nạn từ vũ trụ khác. Thôi cứ tính là 5 trên 16 đi. Các phim còn lại thì chủ yếu nói về sự sang chấn tâm lý của các nhân vật cũ và giới thiệu một số nhân vật mới. Và ngũ AK ở đây. Kế hoạch của MCU thì tôi thấy đang khá là lan man. Như là họ tốn thời gian với Black Widow trong khi cô đã chết ở Endgame. Phim của Black Widow có đầy đủ các yếu tố để làm được mọi thứ, ngoại trừ việc là làm một bộ phim Black Widow hay. Natasha Romanoff xứng đáng có phim riêng hay hơn. Và đáng lẽ ra nó phải ra từ 6-7 năm trước cơ, tiếp đà thành công của Winter Soldier ấy. Nhưng mà có lẽ là Black Widow đã mất slot trong Infinity Saga cho Captain Marvel, người mà được định hướng là lãnh đạo MCU sau Endgame. Và Captain Marvel được xây dựng một cách hoàn hảo đến nỗi mà chả ai ưa. Và vai trò thì lơ thưa trong việc đánh Thanos. Thật đấy, kiểu thay Carol Danvers bằng Wanda thì Endgame chả khác nhau mấy đâu. Doctor Strange in the Multiverse of Madness thì được kỳ vọng là sẽ đẩy mạnh trọng tâm của saga, nhưng mà có vẻ là chưa đạt được mục đích cho lắm. Phim có tệ không? Không tệ, hay. Nhưng mà mọi người có vẻ là kỳ vọng nhiều hơn như thế. À, mà hình như là Doctor Strange 2 còn ra cùng lúc với lại Everything Everywhere All at Once, một bộ phim mà cũng nói về đa vũ trụ, có thể nói là tốt hơn Multiverse of Madness về mọi mặt. Phase 4 thì giới thiệu nhiều tuyến truyện tiềm năng, nhưng mà cũng đồng thời đưa ra quá nhiều vấn đề chồng chéo, khiến mọi người xem phổ thông thấy mông lung vô định, như là Moon Knight thì nhìn ngầu đấy, nhưng mà liệu sau này có đánh nhau với Kang không? Jon Snow thì đã biết gì chưa? Cầu vàng sao lại không ở Đà Nẵng? Mà hình như chả ai quan tâm thì phải. Đấy tông solo Asia Ai Cập này. Henry Styles làm gì đấy? Xong rồi thế đích nào mà Loki lại là con cá sấu? Ừ thì cứ cho là tình tiết gây cười đi, nhưng mà tại sao Odin lại nhận con cá sấu làm con nuôi? Nếu mà được đưa ra 500 ý kiến cá nhân thì tôi nghĩ phase 4 nên được tách ra thành một mini saga, tập trung vào việc là giúp nhân vật cũ vượt qua những cái nỗi đau chiến tranh và giới thiệu một số nhân vật mới quan trọng, và kết thúc bằng một sự kiện nào đó như là Secret Invasion, rồi dùng 3 phase sau đó để xây dựng chuyện về Kang và đa vũ trụ. Celestial thì có lẽ nên để dành cho sau Kang, còn Eternal hiện tại cũng đang vô cùng lạc quẻ. Và với những nhân vật như là Moon Knight, Blade hay là Daredevil thì sẽ thú vị hơn khi mà được đứng trong các spin-off rated R của riêng mình, độc lập khỏi tuyến truyện chính, thêm vào các Easter egg nếu mà cần thiết, thay vì nhồi nhét hết vào một saga như hiện tại. Hãy làm như là những gì DC đã làm với Joker, hay là chính Marvel vẫn làm với Daredevil trên Netflix và cả Agents of S.H.I.E.L.D. Một khởi đầu show khá là ý ẹ, nhưng mà nó chỉ đáng xem khi mà biên kịch kiểu thôi tao không muốn làm nó liên quan gì đến movie của chúng mày cả, muốn mày làm riêng cho nó hay. Và nó hay thật. Lý do thứ hai phase 4 của Marvel có vẻ đang dở là
Marvel đang là con bò sữa của Disney, tức là bị vắt sữa cực kỳ mạnh. Thành công của Infinity Saga là một điểm tựa quá vững chắc để Marvel có thể làm bất cứ thứ gì mà họ muốn, thừa khả năng luôn. Nhưng mà Marvel thì có vẻ đang coi trọng số lượng hơn là chất lượng, và làm phim cảm giác như chạy KPI cho Disney. Cũng bằng mà nói thì Phase 3 Infinity Saga không hoàn hảo. Có những phim tệ như là Iron Man 2, Thor 2 hay là Captain Marvel không thì cũng không được khai thác đúng tiềm năng, nhưng mà chủ yếu là vì lùm xùm và Universal. Hai phần Ant-Man thì khá vui về giải trí nhưng mà không để lại quá nhiều ấn tượng. Nhưng mà với tôi thì cảm giác là mỗi phần phim của Infinity Saga thì đều có giá trị xem lại hơn là của Phase 4. Dù sao thì Phase 4 cũng không hoàn toàn là tệ, vẫn có những phim mang lại nhiều cảm xúc như là Spider-Man No Way Home. Dù câu chuyện còn nhiều lỗ hổng nhưng mà nó đưa Tobey và Andrew trở lại cùng với cái dàn phản diện huyền thoại, nên là vẫn là điểm sáng của cả Phase, nhất là về mặt doanh thu. Nhưng mà cái Spider-Man No Way Home thì cũng không có giá trị xem lại, tại vì là kiểu... hay là tại vì tôi lớn rồi nhỉ? Tôi ra rạp xem No Way Home đến lần thứ 2 tôi ngủ luôn ấy. Thực ra thì số lượng của Phase 4 không hơn Phase 3 là mấy, nhưng mà nó bị dồn lại trong một khoảng thời gian quá ngắn, nên là từ chất lượng CGI đến chất lượng kịch bản cũng không được đảm bảo, nên là Marvel hoàn toàn có thể đổ lỗi cho Disney và cả Disney Plus. Tôi cảm thấy là các TV show của MCU thì giống như một kịch bản điện ảnh bị kéo dài ra rồi chia nhỏ để đưa lên Disney Plus. Có quá ít sự kiện cũng như là điểm nhấn trong một series. Falcon and the Winter Soldier nên là một phim điện ảnh, Loki nên là một phim điện ảnh, Hawkeye nên là một phim điện ảnh, Moon Knight nên là một phim điện ảnh, hoặc là một series spin-off trên nền tảng khác, tách ra khỏi cái vụ thân tiện với trẻ em của Disney. Groot thì thôi. Và What If thì hay thật, nhưng mà cũng chỉ nên là spin-off. Miss Marvel thì tôi sẽ đưa ra bình luận sau, khi nào mà được đủ cảm hứng để xem, mà hết phim để xem thì tôi xem. Trong những show MCU của Disney Plus mà tôi đã xem thì chỉ có WandaVision và She-Hulk là phù hợp với format của một TV series. Nhưng mà She-Hulk thì... Tatiana Maslany là một diễn viên tuyệt vời. Chỉ có là cái show này thì... tôi chả biết nói gì. Điều duy nhất mà khiến tôi xem She-Hulk là Matthew Murdock. Có thể nói là MCU đang quá sa đà vào fanservice và lôi kéo khán giả bằng những nhân vật và diễn viên được yêu thích, chứ không chú trọng những điều cơ bản của phim ảnh. Trong Infinity Saga thì mỗi phim là một sự kiện lớn không thể bỏ lỡ. Thì cũng không phải tất cả nhưng mà hầu hết. Còn Phase 4 thì giống như là bài tập về nhà, kiểu bạn buộc phải xem để theo kịp những gì đang diễn ra. Nhưng mà thật ra không cần lắm, tại vì chủ yếu là filler, xem recap là đủ rồi. Còn bạn thích nhân vật nào thì xem phim của nhân vật đó. Có thể nói là người xem, fan Marvel, những anti-fan của Marvel thì đang bị kéo vào cuộc chiến doanh thu của Disney, vì MCU thực sự vẫn đang là con gà đẻ trứng vàng, là át chủ bài của Disney Plus để đối đầu với các nền tảng khác. Nhưng mà tôi hay là phê phim hay là Way Too Weird có nên than phiền không? Tất nhiên là không, tại vì nhờ Disney thì một loạt kênh YouTube phân tích dự đoán MCU các thứ mới có đất mà sống. Nói cách khác là Disney tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả chúng tôi. Nhưng mà trên phương diện người xem thì thôi, làm phim hay một tí thì chết ai, đúng không? Vấn đề thứ ba mà khiến Phase 4 của MCU đang kém hấp dẫn là sự chính trị hóa. Một trong những lý do khiến Hollywood nói chung và MCU nói riêng đang trên đà đi xuống là cái việc chính trị hóa, hay là woke hóa, hay là đừng hiểu nhầm nhé, đa dạng chủng tộc hay giới tính thì chẳng có gì sai. Sai ở đây là cách thực hiện nhiều lúc là hơi lố bịch và có thể gây phản cảm. Khi mà giới thiệu Phase 4 thì Marvel hứa sẽ đem trở lại những nhân vật được yêu thích, nhưng mà ngạc nhiên chưa, biết đấy, các nhân vật này được đem trở lại là để bị thay thế. Hãy nói về Loki. Có khá nhiều thời lượng lên hình trong Loki bởi vì tên phim là Loki, nhưng mà ngôi sao của phim Loki thì không phải là Loki, mà là Loki phiên bản nữ aka Sylvie, hoàn toàn áo chỉnh Loki. Mà Loki ở đây thì cũng chỉ để làm chỗ dựa tinh thần là chính. Doctor Strange in the Multiverse of Madness thì không hoàn toàn là về Doctor Strange, mà là ở đây để support cho America Chavez. Cú đấm xến xúa đúng là quả sao ạ. Xến vãi lìn. Và Hawkeye thì bạn nghĩ Clint Barton là nhân vật chính không? Clint vẫn làm tốt mà điều anh thường làm là làm nền. Clint là phụ tá đáng tin cậy của Kate Bishop, động lực chính để phát triển mạch truyện trong phim. Rồi Thor nữ chửi go là đồ phân biệt giới tính vì gọi cô là Lady Thor chứ không phải là Almighty Thor hay là tiến sĩ Jane Foster. Tôi cảm giác là cách xây dựng những siêu anh hùng mới này thì không tạo ra được cái sự thỏa mãn ấy. Chúng ta có vẻ như là đã quá quen thuộc với mô típ nhân vật chính ăn hành thay cơm, xong rồi ăn hành rất mặt lở để có thể trở lại và lợi hại hơn xưa. Nhưng mà những nhân vật mới này xuất hiện khi gần như đã hoàn thiện, họ chỉ thiếu một chút trưởng thành hoặc là tự tin hơn vào bản thân để có thể đấm toè mỏ phản diện. Cách xây dựng nhân vật này thì đã được manh nha từ Phase 3 với Captain Marvel. Nói chung là không thỏa đáng lắm khi mà so sánh với những đau thương mất mát mà những nhân vật khác đã phải gánh chịu. Không phải là tôi phân biệt giới đâu nhé. Những nhân vật nữ khác như là Sarah Connor trong Terminator TV series, Katniss Everdeen trong Hunger Games hay là Rita trong Edge of Tomorrow thì đều được xây dựng rất là tốt, đều phải thất bại và học hỏi và chiến đấu kề vai ngang hàng với cái đàn ông. Đây là những nhân vật tốt trong kịch bản tốt, không cần biên kịch phải ngu hóa nam giới để dành chỗ cho các chị. Về đa dạng chủng tộc thì Marvel đã luôn làm rồi, xanh đỏ tím vàng đủ cả.
nói nữa thành toxic thì tôi nghĩ là vấn đề chính trị nên dừng ở đây. Ngoài lề một chút thì ở thị trường Đông Á, tính cả Việt Nam thì cái việc phân biệt chủng tộc cũng không phải là vấn đề lắm, tại vì ai chảy da vàng, vấn đề là phân biệt vùng miền cơ. Và vấn đề là tại sao bạn chưa mua ngay một chiếc áo của Trung Quốc ấy? Vâng, như bạn thấy là tôi đang mặc một chiếc áo của DC để nói về phim Marvel. Đây cũng là một chiếc áo hoodie của Trung Quốc, một sản phẩm mới trong mùa đông lạnh này. Chúng tôi vẫn bán áo phông và bây giờ có thêm cả sweater và hoodie với chất lượng cực kỳ ok. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Và cái lý do cuối cùng mà tôi nghĩ là cũng khá to lớn để làm nên sự thiếu hấp dẫn là thiếu biểu tượng. Kể từ khi ra mắt và xuyên suốt Infinity Saga thì Tony Stark và Steve Rogers vẫn luôn là biểu tượng của MCU. Mà không ngoa thì họ như là bố mẹ của MCU ấy. Rõ ràng là sự thiếu vắng Iron Man và Cap có ảnh hưởng rất lớn đến Phase 4. MCU và Marvel fan hiện giờ như là những đứa con côi, không ai che chở dẫn lối. Vậy thì MCU có cần Tony và Steve quay trở lại không? Không. Cái kết của họ đang quá đẹp và hợp lý rồi. Nhưng mà câu hỏi là ai có thể bước lên và thay thế vai trò của họ? Spider-Man, well, vẫn còn lùi xuống với Sony. Doctor Strange, well, không còn là phù thủy tối thượng. Captain Marvel, Thor. Một người mà tôi cho là đủ khả năng là T'Challa. Nhưng mà điều đáng tiếc không ai muốn đã xảy ra nên là không thể trách Marvel được. Vẫn có những nhân vật có thể đột phá nếu được khai thác tốt. Và vẫn còn nhiều nhân vật tiềm năng vẫn còn chưa xuất hiện. Vậy thì MCU chỉ đang lùi một bước để tiến hai bước, hay là họ sắp chạy giật lùi để kiểu về bằng vé DC chạy cho nó vui? Tôi cũng không biết, nhưng mà tôi hy vọng là đây chỉ là một cái giai đoạn dậy thì, đang kiểu họ không biết là họ mình muốn gì và không biết đang mất định hướng ấy. Nó dậy thì xong thì Phase 5 lại Avengers Assemble. Khá là mong chờ Phase 5 sửa sai cho Phase 4, rất là vui vẻ. Đây là quýt. Đừng quên đăng ký hệ thống kênh của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.